Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một bông hoa màu đỏ như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những dụng cụ và nguyên liệu như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có một cái thước kẻ này, những cái cây bút màu nước như thế này, một cái bút chì, một cái kéo, một chiếc compa và không thể thiếu đó chính là keo dán. Keo dán mình sử dụng là keo nén nha. Ngoài ra mọi người cũng có thể sử dụng bằng các loại keo dán, băng dính, có thể dính nước giấy ra được. Và ở đây mình có chuẩn bị hai tờ giấy màu, mình có màu xanh và màu đỏ. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu đỏ này trước. Đối với cái tờ giấy màu đỏ này, bây giờ mình sẽ vẽ cánh hoa nhé. Để vẽ cánh hoa thì bây giờ mình sẽ kẻ. Mỗi cánh hoa mình sẽ để kích thước là 3x5. À, mình sẽ để là 4x5 nha. Hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này. Mình kẻ ở đây là 12 cái nha. Mình sẽ chia nhỏ nó ra. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra nha. Sẽ chia nó ra. Cầm 3 cái nữa. Sau khi mà mình đã cắt xong, bây giờ mình sẽ gập đôi cái phần giấy này lại nhé. Đó, các bạn sẽ gập hết nó lại như này cho mình. Cái thứ hai, bốn cái rồi, những cái tiếp theo. Mình sẽ gập toàn bộ lại nha.
cái cuối cùng nhé. Sau khi mà mình đã lập xong, bây giờ mình sẽ dùng kéo để cắt nó ra này. Mình sẽ dùng kéo để cắt nó ra nha. Đó. Mình sẽ cắt cái thứ hai. Cái thứ ba này. Cái thứ tư này. Cái thứ năm này. Cái thứ sáu này. Cái thứ bảy. Cái tám.